Chào các bác nhá. Anh em shop online Tân Ánh xin chào tất cả anh em. Hôm nay shop xin giới thiệu với lại anh các bác cái mẫu dây buộc chân gà nhá. Thông báo với các bác là mẫu dây buộc chân gà mới về. Hàng về rất nhiều. Đợt này là hàng rất là đẹp, có nhiều cái cải tiến hơn cái lô hàng trước. Mỗi một cái dây ấy, thì sẽ được đựng trong một cái bóng như thế này. Các bác đặt hàng thì sẽ bỏ vào trong phong bì, gửi chuyển phát nhanh cho các bác qua đường bưu điện hoặc Viettel. Hoặc là các bạn mua theo kèm đồ ấy, thì là sẽ bỏ theo cho các bác cái dây buộc chân gà này nhá. Thì giờ em tôi xin giới thiệu chi tiết cái mẫu dây buộc chân gà mẫu mới này cho các bác được rõ nhá. Đây. Đây nhá. Dây này phần đầu tiên là tôi nói đến cái phần liên kết xích vào chân. Nhá, xích vào chân. Là vòng bằng dây dù này. Vòng dây dù nhá. Dây dù siêu bền đan. Và cái cọng này này. Cọng này nhá, là nó đan theo kiểu tét tròn. Đan theo kiểu tét tròn nhá. Nhìn thì mình cảm giác cái hình tròn tròn này, nhưng mà thực ra ấy nó là hình trụ bốn góc vuông ấy. Nhưng mà khi mình kéo giãn ra thì nó sẽ tạo nên độ tròn. Là nó kéo rất là nhẹ nhàng nhá. Mở ra mở vào rất chi là nhẹ nhàng. Đây, anh em nhìn thấy này. Rất nhẹ nhàng nhá. Cái phần dây trên này ấy, nhá, phần dây trên này là bằng một sợi dây dù siêu bền. Nhá. Dây dù siêu bền luôn. Dây dù siêu bền luôn, và khoảng cách của cái dây này này là nó sẽ dài được cả 1 mét. Tức là cả 1 mét thì các bác phía ngoài này này là đầu không như này thôi. Ngoài đầu không này thì các bác muốn ngắn hay là dài thì các bác gập nó lại ở khoảng cách hợp lý và các bác buộc vào cọc nhé. Các bác buộc vào cọc chơi. Dài hay ngắn là tùy các bác. Cái điểm nổi trội của cái dây xích chân này ấy, là cái mối đây này. Cái chống xoắn này nhá. Đấy. Cái chống xoắn này này là rất là đẹp. Cực kỳ hay luôn. Trơn, nhẹ nhàng. Nó cải tiến hơn cái chống xoắn kia rất nhiều nhá. Cái hàng chống xoắn này là anh em rất chỉ ưa chuộng này. Cái này là hai cái vòng thép. Vòng thép này là được hàn hơi nhá. Hàn hơi dính miệng với nhau, đảm bảo không bao giờ đứt nhá. Đấy nhá. Cái mối liên kết giữa cái dây này và cái vòng chống xoắn này là được đan rất chi là chắc chắn này. Đẹp này, cẩn thận này. Đảm bảo là không bao giờ bị tuột được nhá. Đấy, không bao giờ tuột được cái mối liên kết này. Đây là chi tiết cái chống xoắn nhá. Đấy, cái chống xoắn như này là anh em rất là kết nhá. Anh em rất là thích cái chống xoắn như này ấy. Đây. Đây chống xoắn này. Các bác xem kỹ chống xoắn này nhá. Nó khác hoàn toàn so với cái chống xoắn lần trước. Đấy nhá. Bên cạnh mấy cái dây xích chân gà ấy thì shop còn cung cấp một số cái phụ kiện cho anh em chơi gà, đam mê gà săn bẫy gà rừng nhá. Như là cái túi gà bổi này. Túi gà bổi này. Đây, túi gà bổi. Túi gà đựng bổi có hai màu như này. Túi đựng gà mồi. Túi đựng gà mồi màu hình lá cỏ khô nhá. Hình lá cỏ khô này. Túi đựng gà mồi. Cái túi này là túi đế vuông nhá. Túi đế vuông để là sẽ con gà mồi là sẽ đứng được đấy nhá. Túi đựng gà mồi. Ngoài ra thì có túi đựng gà mồi màu lá cây khô nhé. Túi đựng gà mồi màu lá cây khô này. Và khi các bác mua mỗi một túi gà mồi như này ấy, thì bên shop chúng tôi sẽ có tặng cho các bác một cái cây cọc cắm. Cọc cắm bằng inox như thế này. Cây cọc cắm bằng inox chắc chắn. Cái này là được chính tay tôi uốn nhá. Chính tay tôi uốn, tôi gò nắn này. Và chính tay tôi hàn luôn. Cái này thì tôi hàn bằng hàn điện thôi. Hàn điện xong đánh bóng sơ thôi. Thì nó sẽ không được đẹp như là hàn gọi là hàn hơi đấy. Hàn tích inox ấy thì nó sẽ chắn nó sẽ đẹp hơn. Thì cái này mong anh em thông cảm nhá. Đây. Thế nhưng mà cái này là chính tay tôi làm để tặng cho các bác nhá. Đây này. Đấy. Mỗi các bác mua một cái giỏ thì sẽ có tặng miễn phí một cây cỏ cắm nhá. Các bác lưu ý tặng miễn phí một cây cỏ cắm như này cho anh em đam mê nhá. Một giỏ gà mồi sẽ tặng một cây cỏ cắm inox
Đây. Đây là cái mặt hàng là phụ kiện gà. Ngoài ra còn có thêm cả giò gà rừng. Giò bẫy gà rừng ấy thì tôi sẽ có mấy clip chi tiết giới thiệu riêng về cái bộ giò bẫy gà rừng. Hàng chuẩn, đẹp, chân đồng. Anh em rất là ưng ý. Thì hôm nay nó đi giới thiệu chính là về cái dây cột chân này thôi. Đây các bác lưu ý kỹ lại này. Dây cột chân này là hàng cực kỳ đẹp này. Cái này là cái test theo kiểu dạng tròn. Thì là nó sẽ trơn, nó nhẹ, nó không như là dạng bẹt nhé. Dạng bẹt thì nó hút, nó nặng hơn, nó rít. Đấy. Nhưng mà đặc biệt chú ý là cái liên kết này này. Cái chống xoắn này này. Là hàng rất đẹp nhá. Anh em đang rất ưa chuộng cái mẫu chống xoắn như thế này. Đấy. Dây dù siêu bền ở phía bên này. Và độ dài ngắn thì tùy theo anh em chơi. Co buộc chứ không có cố định như là cái mẫu trước nữa. Đấy. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá. Các bác mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại số điện thoại mà shop cung cấp. Các bạn Zalo, Facebook rồi alo trực tiếp cho nó nhanh đặt hàng. Shop sẽ nhận ship hàng COD toàn quốc, cả một sợi dây buộc chân gà. Ship cũng shop cũng ship COD về đến nhà cho các bác. Các bác cứ đặt hàng thoải mái, cung cấp họ tên địa chỉ là shop sẽ ship hàng về tới nhà luôn. Anh em kiểm tra hàng xong thì thanh toán tiền nhá, không phải đặt cọc trước gì nhá. Rồi xin chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh trong thời gian qua. Và mong nhận được sự ủng hộ của anh em nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau nhé. Rồi xin chào toàn thể anh em.